Thầy trò chúng ta làm một câu được trích trong đề thi của lớp 10 chuyên hóa của Lâm Đồng năm học 2008-2009 đề như sau. Trình bày phương pháp tách chất. Câu A là Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp có chứa ba thằng này ở dạng bột. Câu A dễ. Ghi làm luôn rồi có nghĩa. Rồi, câu A. Ở đây đi yêu cầu chúng ta là chỉ tách Fe2O3 thôi. Dạ, yeah, em cho NaOH đọc. Rồi. Cái đó Câu tôi dung đi. dịch là Trong dịch là NaAlo, NaAlo2, tiếp tục. NaHSO3, NaOH, và chất rắn là Fe2O3. Ok. Vậy tách được Fe2O3 xong nhé. Bây giờ yêu cầu chúng ta là chỉ tách mình Fe2O3 thôi. Chứ không tách hết. Rồi câu B. Tách bạc ra khỏi hỗn hợp ở theo bột với mỗi trường hợp chỉ dùng một thuốc thử duy nhất. Lượng oxit hoặc kim loại cần tách và giữ nguyên khối lượng ban đầu. Viết các phương trình sẽ ra ghi rõ điều kiện. Thì câu này là một câu mà nó tách, nó hạn chế thuốc thử, hạn chế thuốc. Mời điều cầu chúng ta là bạc nè, đồng nè, sắt nè. Cái câu B này nó hay hơn rất là nhiều luôn. Bạn nào nè? Chúng ta tách bạc ra nhưng mà không được làm thay đổi khối lượng của bạc em nha. Và cái yêu cầu chúng ta là chỉ dùng một thuốc thử duy nhất thôi. Trong biết không trong rồi? Thầy ơi, cho em hỏi rõ là nếu mà mỗi thuốc thử duy nhất trong mỗi trường hợp có nghĩa là sau khi mình tách được một chất thì mình được thêm chất khác để tách hai chất còn lại đúng không thầy? Yêu cầu chúng ta chỉ tách một mình bạc thôi chứ không tách hết ba chất ra khỏi, em hiểu không? Đọc đề đi. Cái bài bữa trước mình học là tách từng từng kim loại, ví dụ như bạc, đồng, sắt tách như thế nào. Nhưng trong trường hợp này người ta yêu cầu chúng ta là chỉ tách một. Được chưa? Dạ em hiểu là việc mình tách Ag nhưng mà nó nói là với mỗi trường hợp chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hả thầy? Đúng rồi, ví dụ ở trong trường hợp trên là mình dùng NaOH thì dưới này có thể dùng NaOH hay dùng chất khác cũng được, hiểu chưa? Cứ là mỗi trường hợp chỉ dùng một thuốc thử thôi, dễ mà. Đang biết không Đăng ơi? Em nghĩ là dùng H2O4 đặc. Hai bốn đặc sai. Hai bốn đặc thì chỉ vàng và bạch kim không tác dụng thôi. Em tưởng cái gì mà thằng Fe thằng Al bị thụ động trong đó mà. Nhưng mà mình yêu cầu tách bạc mà, bạc tác dụng được mà em. Thì sau rồi mình lấy thằng Fe rồi mình cho thằng Fe vào cái hỗn hợp hai dung dịch đó. Với lượng nhỏ thì sẽ tách được thằng bạc và có được dung dịch là CuH4 và sắt 3 cộng. Cái đó nó không có hoàn toàn được, hiểu chưa? Được chưa, được chưa? Hiểu vấn đề không ạ? Cái đó nó vẫn có sự thay đổi khối lượng đó, nó không đạt được hoàn toàn, hiểu chưa? Cái này dễ mà ta. Nghĩa với chọn nào nghĩa? Nó vậy rồi mà ta. Dạ, em chưa biết. Sắc 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 ba cu sắc 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 ba mang cu. Những kim loại chạy từ magie cho đến cái gì? Đến đồng thì ta dùng được với mũ sắc ba, nhớ chưa? Hử? Các bạn nghe rõ không ạ? Những kim loại chạy từ magie cho đến đồng thì ta dùng được với mũ sắc ba, hiểu chưa? Rồi chúng ta có tí ta dạy lại quy tắc âm pha cho. Ở đây mình dùng muối sắc 3 em nha. Em dùng Fe NO3 tất cả 3. Thế bạn có được không? Được chưa? Em dùng muối sắc 3. Cái đó bạc không tác dụng. Vì muối sắc 3 dư nên chúng ta thu được cái dung dịch ở đây chứa đồng thì nó sẽ tạo thành muối đồng CuNO3 tất cả 2. Sắt thì nó sẽ tạo thành muối sắt 2 và mua sắc 3 dư. Mình học quy tắc này rồi vậy ta? Các bạn học chưa nhỉ? Dạ học rồi thầy ơi. Đây thầy nhắc lại cho bạn hiểu nè. Thầy dạy lại các bạn cái đoạn kim loại mạnh lại kim loại yếu ra khỏi muối nhé.
Cái quy tắc áp dụng của chúng ta là từ magie cho đến bạc. Khi bạn cần nàng may áo có sắc nhớ sang phố. Khi bạn cần nàng may áo giáp có sắc nhớ sang phố. Hỏi cửa nhớ sang phố. Hỏi cửa. Rồi bạn nghe kỹ, chúng ta có quy tắc 5 ngón tay. Nhớ sang phố hỏi cửa, được chưa? Là quy tắc 5 ngón tay. Giữa cầu giữa sang phố hỏi cửa này chúng ta có sắc 2 và sắc 3. Rồi mới đến hàng cửa, rồi đến hàng Á Phi Âu. Đó, MG2 cộng, AL3 cộng, với N2 cộng, CR2 cộng. Nơi 2 cộng, thiết 2 cộng. Tức là đây là mũi em nha. Đây là dưới này là kim loại MgAl. À, chúng ta có hiện tượng vầng trăng khuyết. Chúng ta nghe kỹ. Thầy giải thích cho bạn này. Những kim loại chảy từ magie cho đến đồng. Magie đây, đồng đây. Thì tác dụng với mũi sắc 3 theo quy tắc alpha. Quy tắc alpha đó là gì? Sắc 3 sẽ phản với đồng để biến thành đồng và mũi sắc 2. Tương tự vậy, sắc 3 sẽ đi tác dụng với magie để tạo thành Mg2 cộng và ép bạn mua sắc 2 để cho đạt. Nhưng mà bạc của chúng ta thì không tác dụng được với mua sắc 3 em nhé, bởi vì cùng. Nhưng mà bạc có thể tác dụng được với mua sắc 2 để tạo thành mua sắc 3 và bạc. Được chưa? Các bạn có ý kiến gì không ạ? Hiểu không Đăng Dạ ơi? không. Hiểu không Đăng ơi? Vâng ạ. Đó, cái này mình dạy các bạn đâu mà. Ok. Không nhớ thì ta khắc phục nha, coi lại.